lý do khiến cầu thủ Duy Mạnh được mọi cô gái yêu thích. Nếu trên sân cỏ, chàng trung vệ 22 tuổi được gọi là Mạnh Gắt, thì ở ngoài đời, anh lại là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu bạn trai nhà người ta. Nâng cúp vàng AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, đội tuyển Việt Nam ngoài một danh hiệu còn đem đến cho người hâm mộ vô vàn cảm xúc tuyệt vời. Ra sân trong tất cả trận đấu của đội nhà tại mùa giải, bên cạnh những cái tên như Đặng Văn Lâm, Trần Đình Trọng, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp bóng đá của mình. Khác với hình ảnh đánh đá của Duy Mạnh trên sân cỏ, nam cầu thủ ngoài đời nổi tiếng là người hiền lành, chững chạc và thương yêu bạn gái. Mới đây, dân mạng thậm chí còn liệt kê hàng loạt đặc điểm ở Duy Mạnh để chứng minh anh chính là mẫu bạn trai lý tưởng mọi cô gái đều ao ước. Sau đây, hãy cùng với Top 1 khám phá, tìm hiểu 7 điều chứng tỏ Duy Mạnh chính là chàng trai lý tưởng cho mọi cô gái nhé! 1. Hot boy làng bóng. Sở hữu gương mặt điển trai, nước da trắng trẻo và chiều cao 1m80, Đỗ Duy Mạnh được mọi người yêu ái với cái tên Hot boy làng bóng. Đặc biệt, nụ cười hiền, đôi mắt biết cười của nam cầu thủ được xem như vũ khí đốn tìm phái nữ. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, Đỗ Duy Mạnh lại là cầu thủ chơi bóng máu lửa, đầy quyết liệt trên sân cỏ. Ước mơ theo nghiệp quần đùi áo số từ khi còn nhỏ, Duy Mạnh đã khổ luyện trong nhiều năm và đang ngày càng chứng tỏ được tài năng của mình ở màu áo câu lạc bộ Hà Nội cho đến đội U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. 2. Dành tặng vinh quang cho người yêu. Câu chuyện tình yêu lãng mạn của Duy Mạnh với bạn gái Quỳnh Anh khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa, ao ước. Cả hai được nhận xét là đẹp đôi khi chàng là cầu thủ tài giỏi, điển trai, còn nàng xinh đẹp và có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Trong giây phút hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử, bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau một thập niên, việc đầu tiên Duy Mạnh làm là tìm kiếm hình bóng của nửa kia giữa biển người trên khán đài. Hình ảnh anh chạy đến, ôm Quỳnh Anh và Huyền Trang, chị gái của mình vào lòng, rồi đeo chiếc huy chương vàng cho bạn gái không khỏi gây xúc động. 3. Yêu chiều bạn gái như công chúa. Công chúa béo là biệt danh Duy Mạnh dành tặng riêng cho bạn gái Quỳnh Anh của mình. Trên Facebook, với hơn 1 triệu lượt theo dõi, nam cầu thủ công khai phần giới thiệu bản thân ghi yêu công chúa béo nhất trên đời. Không chỉ là tên gọi thân mật, chàng trung vệ còn đối xử, chăm sóc cho người yêu không khác gì một nàng công chúa. Duy Mạnh luôn tổ chức tiệc sinh nhật, ngày lễ kỷ niệm lãng mạn với hoa hồng, gấu bông cho nửa kia. Nam cầu thủ từng viết cho bạn gái trên trang cá nhân như sau: "Trước giờ, tôi đi đá bóng kiếm tiền, chưa bao giờ tự mua đồ hiệu cho bản thân. Đi thi đấu ở nước ngoài cũng chỉ xem bà thích gì không để mua quà cho đấy. Bà biết tôi thương bà nhiều thế nào không?" Khi Duy Mạnh được hỏi liệu rằng anh thích để kiểu tóc nào nhất, nam cầu thủ từng trả lời ngắn gọn như sau: "Em không quan tâm lắm đến kiểu tóc, bạn gái em thích là được." Câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại hàm chứa thứ tình yêu tuyệt vời. Chưa phải là lời yêu gì đao to búa lớn, một cô gái dù sắt đá đến đâu cũng sẽ rung rinh trước câu nói này. Nhắc đến bạn trai cầu thủ, Quỳnh Anh từng chia sẻ: "Mạnh là chàng trai lãng mạn và tâm lý. Mạnh có thói quen là mỗi lần sang nước ngoài thi đấu sẽ mua vòng tay về tặng mình làm kỷ niệm. Hơn thế, sau mỗi trận bóng, dù mỏi mệt hay bận rộn như thế nào, Mạnh vẫn tranh thủ đến gặp mình dù chỉ là 5 đến 10 phút. 5. Có nhiều vệ tinh nhưng không để người yêu phải ghen. Vừa đẹp trai lại tài giỏi, nam cầu thủ nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả, đặc biệt là các cô gái. Duy Mạnh cũng đã thừa nhận anh ngày càng có nhiều fan nữ. Tuy nhiên, 9X luôn rất thẳng thắn và rạch ròi trong mọi mối quan hệ vì không muốn bạn gái phải buồn phiền hay ghen tuông. Khi được hỏi sẽ làm gì nếu được người khác tỏ tình, chàng hậu vệ khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ từ chối vì đã có người yêu rồi. Có bạn trai tâm lý và luôn đem lại cảm giác an toàn như Duy Mạnh, Quỳnh Anh thực sự khiến cho nhiều người phải ghen tị. 6. Khẳng định chủ quyền trên mọi mặt trận. Hội chị em thì vẫn thường rủ rỉ tay nhau rằng người đàn ông thực sự yêu bạn là người tự nguyện lấy ảnh bạn để làm hình nền điện thoại, ảnh đại diện trên mạng xã hội. Nếu đó là một trong những tiêu chí để trao danh hiệu bạn trai của năm thì Đỗ Duy Mạnh sẽ là ứng viên số 1. Thật vậy, ảnh đại diện trên trang cá nhân của nam cầu thủ luôn là hình chụp cùng với người yêu. Trong tất cả các bài đăng, hình ảnh trên trang cá nhân, anh đều âm thầm khẳng định chủ quyền bằng việc tag tên bạn gái Quỳnh Anh vào. Dù không muốn đưa quá nhiều điều riêng tư lên mạng, chàng trung vệ cho biết anh quyết định công khai chuyện tình cảm vì sợ bạn gái chạnh lòng khi có quá nhiều fan nữ thể hiện tình cảm với mình. 7. Ủng hộ người yêu vô điều kiện.
Duy Mạnh cho biết Quỳnh Anh là một người ngoan ngoãn, chăm chỉ và có tính cách dễ thương nên đã khiến anh siêu lòng. Hiện tại, bạn gái nam cầu thủ đang tập trung vào công việc kinh doanh. Chàng trung vệ luôn ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ người yêu. Duy Mạnh từng làm người mẫu, thậm chí kiêm luôn cả anh giao hàng cho cửa hàng quần áo của người yêu. Duy Mạnh từng chân thật chia sẻ rằng, bạn gái mở shop quần áo mình thấy rất đáng mừng và cố gắng hỗ trợ hết mình. Bạn gái cần giúp những điều gì, mình cố gắng hết sức để bạn vững tâm kinh doanh. Có sự ủng hộ của người thân, mình nghĩ bạn ấy sẽ thoải mái tư tưởng và vui vẻ làm việc hơn. Với tất cả những điều nói trên, có lẽ mọi người đã hiểu tại sao Duy Mạnh lại có một dàn fan girl hùng hậu xếp hàng nhất nhì trong đội tuyển Việt Nam rồi đúng không? Nếu các bạn còn biết những thông tin gì thú vị về chàng cầu thủ này thì hãy để lại phía dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!